trước của mình là được 60 cân đúng không? Dạ vâng. Hôm nay là sau một tuần em đúng không? Vâng. Bây giờ em nhìn nhá, đây là số đo này, số đo của mình. Bây giờ đang là 57 cân này. Trước em được 60 cân nhưng hôm nay em sáng lên trước khi đi em xuống ở đây em cân lại được chắc chỉ giảm được tầm 2 cân rưỡi thôi. Nhưng ở đây đúng không? Lúc này mình giảm thêm 5 lạng nữa. Ôi Lam Anh à? Vâng. Rồi chào Lam Anh nhá. Hôm nay nhìn trông mặc cái váy này trông vai rất biết nhỏ hẳn rồi nhỉ. Có khi là cũng giảm rồi đúng không? Dạ vâng. Thế thì xin phép Lam Anh một chút xíu là có thể là cho mọi người nghe chia sẻ một vài cái feedback của mình sau khi mà mình đã giảm cân không? Dạ vâng. Sau khi em giảm cân ở đây thì em cảm thấy người mình rất là nhẹ. Bây giờ là vai nhỏ hơn này đúng không? Vai và bắp tay của em nó nhỏ hơn rất là nhiều. Bắp tay nhỏ hơn đúng không? Thế thì cái quá trình mà về nhà hôm nay là nếu mà trong hồ sơ là bạn ấy sau một tuần quay trở lại đúng không Hiền nhỉ? Đây là sau một tuần bạn ấy quay trở lại và cái số đo cân của bạn ấy đã xuống được 3 cân trong vòng một tuần. À thế là mình đã xuống được 3 cân nhá. Xin phép mọi người là cho quý vị khách hàng săn Lam Anh, cho quý vị khách hàng xem lại hình ảnh trước của Lam Anh nhá. Đây, mọi người nhìn thấy này, đây là lúc mà Lam Anh mới sinh con, lúc này là được 9 tháng này. Đấy, mọi người nhìn thấy đúng không? Cái phần mặt của Lam Anh rất là bụ bẫm này và phần đùi này cũng rất là to này. Đấy, thì đây là cái ảnh lúc mà 9 tháng nhá. Còn đây là cái ảnh của Lan Anh lúc mà ảnh cưới hồi đấy trông cũng hơi mũm mĩm nhỉ Lan Anh nhỉ? Vâng. Trông có khi lại còn mập hơn là bây giờ đấy. Bây giờ là 57 cân ở đây. Cái ảnh mà ngày đầu tiên mà Lan Anh đến với cả Bali để trị liệu này. Mọi người nhìn thấy nhá, Lan Anh là sinh mổ lần 1 đúng không Lan Anh? Dạ vâng. Sinh mổ lần 1 đúng không? Dạ vâng. Đây mọi người nhìn thấy nhá, cái phần mỡ thì nó tập trung ở cái vùng bụng này. Tương đối là rắn này, đường cong S-line ở cái hõm eo thì không có rõ và vẫn còn một cái vết mổ này. Còn đây là hình ảnh của Lan Anh sau khi mà mình đã giảm được 3 kg đúng không? Vâng. 3 kg. Thế thì về nhà không biết là Lan Anh mà vừa chăm con như thế mà mình lại có giảm được 1 cân trong 3 cân trong vòng 1 tuần thì Lan Anh có cảm thấy mệt mỏi gì không? Dạ, mà em không cảm thấy mệt mỏi gì khi mà giảm được nhiều cân như vậy trong 1 tuần ạ. À, cũng không thấy mệt mỏi gì đúng không? Thế thì không biết là cái sự thay đổi của Lan Anh như thế thì mỡ nó được đào thải như thế nào? Lan Anh có thể miêu tả cho quý vị khách hàng được không? Dạ, em thấy khi mà mỡ của em khi được đánh tan ra thì nó sẽ được đào thải ra một chất nó màu vàng qua đường bài tiết ạ. Khi mà mình đi tiểu thì mình thấy có những cái váng mỡ màu vàng nhạt được đào thải ra bên ngoài đúng không? Vâng, vâng ạ. Giới thiệu mọi người nhá, vị khách hàng là Lan Anh này sau một tuần quay lại thì trước đây là thế thì trung bình là Lan Anh đã giảm được bao nhiêu cm mà khi bạn ấy vừa đo lại rồi nhỉ? Bao nhiêu cm? 18-19 cm đúng không? Như vậy thì cái kết quả nó cũng là một cái kết quả tương đối là tích cực khi mà mình điều trị với cái công nghệ giảm mỡ một lần liposlimming này rồi. Đó, thì giới thiệu với mọi người nhá, vị khách hàng Lan Anh của chúng ta này, ngày đầu đến với thẩm mỹ quốc tế Bali này. Cái cơ địa mỡ rau sinh nhưng mà lại là sinh mổ thì cũng tương đối là rắn chắc và không rõ cái đường cong S-line. Sau khi mà thực hiện trị liệu giảm mỡ với công nghệ liposlimming thì một tuần thì Lan Anh đã giảm được 3 cân. Và hiện tại thì cái đáp ứng với cả công nghệ liposlimming cho cái thể trạng của Lan Anh thì cũng rất là tốt đúng không? Công nghệ hoàn toàn không gây xâm lấn và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái công việc mà chăm con của Lan Anh đúng không? Ông xã thì có biết là vợ mình tự nhiên bị gầy đi không? Dạ, chồng em thì cũng có để ý ạ. Có để ý đúng không? Thế mong muốn của Lan Anh thì sau khi mà kết thúc cái trị liệu giảm mỡ của Bali thì Lan Anh mong muốn là giảm được bao nhiêu cân? Dạ, em mong muốn giảm được 5-6 cân ạ. À, mong muốn giảm được 5-6 cân để về dáng giống như là cái lúc thời con gái đúng không? Dạ vâng. Vậy mọi người ơi, đây là chia sẻ của vị khách hàng Lan Anh của chúng ta nhá. Thì đây là cái kết quả giảm mỡ sau 1 tuần. Nếu như quý vị khách hàng vẫn còn thắc mắc hoặc có những câu hỏi về công nghệ giảm mỡ một lần liposlimming, cái cơ chế hóa mỡ của liposlimming là cơ chế đào thải hoàn toàn tự nhiên đấy mọi người nhé, an toàn cho sức khỏe, không chỉ phù hợp với cả phụ nữ sau sinh, phụ nữ trung niên mà còn đồng thời nó sẽ phù hợp với cả các cái thể trạng mỡ khác nhau cũng như là cải thiện cái chỉ số về mặt sức khỏe. Đây giống như vị khách hàng Lan Anh của chúng ta. Vậy thì mọi thắc mắc mọi người có thể tiếp tục là gửi về số điện thoại là 0386463463 hoặc là để lại cái thông tin ở bên dưới cái live stream này thì đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp nhé. Xin cảm ơn Lan Anh và bây giờ sẽ xin mời Lan Anh tiếp tục cái buổi trị liệu, cái buổi dưỡng của ngày hôm nay nhé. Dạ vâng.